Chào mừng quý thầy cô và các bạn đã quay trở lại với kênh Linh Nhi TV. Lời đầu tiên xin gửi đến quý thầy cô và các bạn lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Như trong các cái video trước, mình cũng đã nói sẽ làm một cái video để chia sẻ tới quý thầy cô và các bạn cái cách quản lý theo mô hình trường học trên cái ứng dụng Arota. Thì hiện tại Arota có một cái điểm mạnh, đó chính là việc ra bài tập và kiểm tra cho học sinh hết sức là thuận lợi và dễ dàng. Còn đối với cái tính năng quản lý theo mô hình trường học thì hiện tại mình thấy Arota cần phát triển thêm cái tính năng này. Nhưng với những cái tính năng hiện có thì việc tổ chức quản lý theo mô hình trường học còn rất là hạn chế và ít giải pháp hiệu quả. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm và những hiểu biết của mình về Arota để quản lý theo mô hình trường học trên Arota. Thì cái mục đích của việc quản lý theo mô hình trường học đó chính là quản lý các cái bài kiểm tra và việc ra bài tập về nhà của giáo viên đứng lớp, đồng thời quản lý các cái bài kiểm tra tập trung giữa kỳ và cuối kỳ của toàn trường. Để quản lý theo mô hình trường học trên Arota thì phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Thì ở đây mình sẽ dựa vào quy mô trường học để đưa ra giải pháp sử dụng. Nếu quy mô trường học nhỏ, tức là số lượng lớp ở đây ở dưới 20 lớp và số lượng giáo viên đứng lớp không quá 20 người, thì chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản chung, tức là chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản dùng chung cho toàn trường. Thì ở đây mình sẽ giả sử đây là một cái trường học, ở đây là trường Nguyễn Du. Thì chúng ta sẽ tạo chung một cái tài khoản như thế này. Vậy thì quý thầy cô sẽ đưa ra một câu hỏi là cùng một lúc thì tất cả các giáo viên trong trường cùng đăng nhập vào một cái tài khoản thì có được hay không? Đây giả sử đây là cái tài khoản chung của một cái trường, trường học, đó là trường Nguyễn Du. Và ở đây chúng ta thấy có lớp cũng tương đối là ít, mỗi khối 2 lớp đến 3 lớp. Đấy là từ khối 1 đến khối 5 thì ở trong trường hợp này chúng ta thấy có 8, 10, 11 lớp. Tức là số lượng lớp cũng tương đối là ít và số lượng học sinh cũng ít chứ không nhiều. Rồi tiếp theo, ở tại một cái thời điểm nào đó, ở một nơi nào đó, giáo viên ở một cái nơi nào đó thì giáo viên cũng tương tự có một giáo viên khác cũng đăng nhập vào cái tài khoản của trường. Đấy, đăng nhập vào tài khoản của trường như thế này thì vẫn đăng nhập bình thường. Vậy là ở đây mình sẽ có hai tài khoản cùng đăng nhập một lúc, đó là một tài khoản này, tài khoản thứ hai này. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ ra đề thi như thế nào? Ví dụ giáo viên này sẽ vào ra đề thi cho khối 5 chẳng hạn. Chúng ta sẽ tạo đề. Tạo đề thì ở đây để tạo đề thì ví dụ như ở khối 5 chẳng hạn có bao nhiêu giáo viên dạy thì chúng ta sẽ tạo bấy nhiêu thư mục. Ví dụ như ở đây mình sẽ tạo thư mục, ví dụ như ở đây là giáo viên thứ nhất, mình sẽ ghi là giáo viên 1, giáo viên A đấy. Đó, giáo viên A, xác nhận. Rồi, vậy là cái thư mục này là của giáo viên A dạy khối 5. Và khi ra đề thì giáo viên này chỉ việc vào cái tên của giáo viên và ra đề. Rồi, còn đối với giáo viên kia cũng tương tự như thế, cũng vào đề thi, cũng vào khối khối 5, cũng dạy khối 5 chẳng hạn. Thì ở đây giáo viên này cũng sẽ tạo, tức là giáo viên này cũng sẽ phải tạo cho mình một cái thư mục, ví dụ như là giáo viên B. Vậy là giáo viên B này khi đăng nhập vào tài khoản chung này muốn ra đề cho khối 5 thì chúng ta sẽ chọn đến cái thư mục mang tên của mình và chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ ra đề và giao cho học sinh lớp mình dạy. Thì đó là một cái cách mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta quản lý đề thi của các giáo viên cũng như là các cái đề kiểm tra tập trung của nhà trường. Thì đó là một cái cách để chúng ta tổ chức cho trường học với quy mô nhỏ thì chúng ta có thể làm như vậy.
Mà chúng ta lưu ý ở đây là cái tài khoản của trường thì chúng ta sẽ có đầy đủ danh sách của học sinh đã đăng ký tài khoản Arota, thì cái việc quản lý nó sẽ rất là thuận tiện cho chúng ta. Chúng ta chú ý ở đây là học sinh sẽ có tài khoản sẵn rồi, để chúng ta chỉ việc vào chúng ta thao tác thôi. Và ở đây thì chúng ta chú ý là giáo viên của trường thì không cần phải đăng ký tài khoản Arota, mà chúng ta sử dụng chung một tài khoản rồi. Vậy thì đối với trường học với quy mô lớn hơn, tức là số lượng lớp trên 20 và số lượng giáo viên vài ba chục người, thì chúng ta sẽ có cái hình thức quản lý như thế nào nó tối ưu nhất và nó hợp lý nhất. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ tới quý thầy cô cái cách để chúng ta tổ chức dựa trên cái chức năng của Arota, đó là làm việc theo nhóm giáo viên. Vậy thì cũng tương tự ở đây thì chúng ta cũng tổ chức theo khối lớp như thế này, và học sinh cũng cần phải đăng ký tài khoản Arota như thế này. Rồi sau đó thì trong cái phần làm việc theo nhóm giáo viên thì tùy vào mỗi trường có một cách tổ chức. Có một số trường thì sẽ tổ chức giáo viên theo khối, có một số trường thì lại tổ chức theo mô hình, đó là có bộ phận ra đề, có bộ phận chấm bài, rồi có bộ phận khảo thí, vân vân. Thì chúng ta sẽ có cách tổ chức như vậy. Còn ở đây thì mình sẽ lấy một cái ví dụ, đó là chúng ta sẽ tổ chức theo khối. Ví dụ ở đây mình sẽ có khối khối 1 này. Đây là ở đây mình sẽ có 5 nhóm, mình sẽ có 5 nhóm. Nhóm 1 là khối 1 cho đến nhóm 5, đó là khối 5. Sau đó chúng ta sẽ thêm giáo viên vào. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập từ file Excel có sẵn. Thì cái này ở trong các cái video ở trên kênh của mình thì mình cũng đã trình bày rồi. Sau đó chúng ta bấm vào lưu. Vậy là ở đây chúng ta sẽ có bao nhiêu giáo viên thì chúng ta sẽ thêm vào, bấy nhiêu giáo viên vào đây. Ví dụ như ở đây mình sẽ tổ chức như thế này. Ví dụ khối 1 thì có các giáo viên như sau, có giáo viên A, giáo viên B, rồi thêm ở đây mình có 3 lớp cho nên là mình sẽ có 3 giáo viên đứng lớp cho khối 1, A1, A2, A3. Rồi khối 2 thì mình sẽ có 2 giáo viên, khối 3 có 2 giáo viên, khối 4 tương tự như vậy, mình sẽ có 2 giáo viên, rồi khối 5 cũng có 2 giáo viên. Vậy là mình sẽ tổ chức theo dạng như thế này. Rồi bây giờ thì cái việc giao phân công nhiệm vụ hay là phân công chuyên môn thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ đối với khối 1 thì mình có giáo viên A và giáo viên B, rồi giáo viên tên là Anh. Vậy thì mình sẽ làm như thế nào? Vậy là giáo viên A thì mình sẽ cho quản lý lớp A1. Đấy. Sau đó mình bấm phân công. Rồi, sau đó mình bấm vào giáo viên thứ hai lớp A2, ví dụ như thế. Bấm phân công giáo viên thứ ba giao cho lớp A3. Tương tự như vậy. Vậy là khối 1 này chúng ta có 3 giáo viên và 3 lớp. Đây là mình sẽ giao toàn quyền, ở đây mình sẽ giao toàn quyền cho các giáo viên. Tức là có 3 cái quyền, đó là ra bài tập và đề thi. Rồi quyền thứ hai chấm bài, và quyền thứ ba là quản lý lớp hay là quản lý danh sách học sinh. Ở đây chúng ta sẽ chú ý ở đây là khi giáo viên A, giáo viên B và giáo viên tên Anh này mà ra đề thi thì nhà trường hay là người quản lý cái trường này có thấy được đề thi hay là bài tập của ba giáo viên này giao cho lớp hay không. Nếu không nhìn thấy thì rõ ràng là việc phân công như thế này nó cũng rất là bất cập. Ở đây rõ ràng cái mục đích mà chúng ta quản lý theo mô hình trường học, đó là quản lý đề thi, bài kiểm tra của các giáo viên đứng lớp. Vậy thì rõ ràng nếu không thấy được thì nó cũng rất là bất cập. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thấy được các cái bài kiểm tra cũng như là bài tập mà của các giáo viên này giao cho các cái lớp mà mình đang đảm nhiệm?
À, vậy thì cũng rất là đơn giản thôi. Giả sử ở đây mình sẽ lấy ví dụ một giáo viên, đó là giáo viên A chẳng hạn, giáo viên A. À, vậy thì ở đây chúng ta chú ý giáo viên A có toàn quyền, tức là giáo viên A đang dạy hay gọi là dạy lớp A1, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cái việc chúng ta sẽ làm như nào để quản lý được. Thì đầu tiên là chúng ta ra đề thi. Và chú ý ở đây cái lớp được phép thi đó là những cái lớp mà đã được trường học giao cho chúng ta, tức là người quản lý giao cho chúng ta. Chúng ta chú ý thấy có chữ chia sẻ đây. Rồi xuất bản. Rồi sau khi giáo viên đã xuất bản, giáo viên này ra bài kiểm tra cho lớp A1, thì nhiệm vụ của chúng ta đó chính là sẽ phải copy cái đường link này giao đến cho học sinh của chúng ta. Ví dụ trong trường hợp này học sinh này sẽ đăng nhập. Học sinh này sẽ đăng nhập thì sẽ dán cái đề thi của mình vào đây, bài kiểm tra của chúng ta vào đây. Sau đó tiến hành làm. Đây, đây là bạn Hoàng Chí Nhân. Hoàng Chí Nhân, bạn này sẽ làm bài có thông báo bài tập của mình đây. Ở đây chúng ta lưu ý khi học sinh đăng nhập lần đầu tiên vào trong cái danh sách của chúng ta, danh sách lớp ấy, để làm bài ấy, thì học sinh sẽ phải lựa chọn chỗ ngồi. Chúng ta chú ý cái việc chúng ta đưa cái danh sách của chúng ta lên ấy, thì cũng nó giống như là chúng ta đang bố trí chỗ ngồi cho một lớp. Ví dụ như là ở trong trường hợp này, ở đây ví dụ như lớp A1 đây có 25 chỗ ngồi, tức là mình bố trí sẵn cho học sinh. Vậy thì cái lần đầu tiên học sinh khi tham gia vào làm một bài kiểm tra, thì cái lần đầu tiên khi đăng nhập thì học sinh sẽ phải đăng nhập vào và tới lựa chọn chỗ ngồi của mình, tức là phải chọn tên. Vậy thì từ lần sau trở đi, tức là từ cái lần thứ hai trở đi, từ cái lần thứ hai trở đi thì khi học sinh vào làm bài thì không cần phải chọn chỗ ngồi nữa, tức là lúc này học sinh đã có chỗ ngồi rồi, có đề lên là sẽ có thông báo ở đây. Vậy thì có rất là nhiều cái trường hợp mà thầy cô thắc mắc là mỗi lần kiểm tra học sinh yêu cầu phải xác nhận cho mình. Vậy thì nó sẽ xảy ra trường hợp như này: học sinh đang sử dụng một cái tài khoản khác với cái tài khoản lần đầu tiên đăng nhập, tức là sử dụng một cái tài khoản khác để đăng nhập vào làm bài, thì rõ ràng là nó chọn sai tên và bắt chúng ta phải xác nhận lại. Khi đã chọn đúng chỗ ngồi rồi thì bắt đầu từ lần sau trở đi học sinh không cần phải xác nhận nữa, chúng ta lưu ý. Rồi sau khi học sinh làm bài xong thì bây giờ chúng ta chú ý xem rõ ràng là đối với cái tài khoản của nhà trường này thì rõ ràng chúng ta không nhìn thấy được cái bài làm cũng như là cái đề của giáo viên dạy lớp A1 này và phần đề thi cũng không có. Chúng ta chú ý nhé, đề thi cũng không có. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể quản lý được? Thì lúc này thì cái giáo viên vừa mới ra đề đó, đây, giáo viên A này đây thì sẽ làm công tác đó là vào phần đề thi. Chúng ta chú ý sau đó chúng ta sẽ vào cái phần gọi là chi tiết này, phần đề thi chi tiết này. Chúng ta chú ý kích chuột phải xem chi tiết hoặc là vào xem danh sách thi đều được. Thì vào đây thì chúng ta thấy có phần chia sẻ đây. Vậy là chúng ta sẽ phải thêm cái tài khoản của nhà trường vào trong phần nhóm giáo viên thì nó sẽ hiển thị ra đây. Vậy thì chúng ta chú ý ở đây, đây trong phần nhóm giáo viên mình đã thêm rồi, chúng ta thêm cái tài khoản của nhà trường vào để chúng ta chia sẻ. Rồi vậy là trong phần đề thi này thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta chia sẻ cho nhà trường và chúng ta hiểu cái giáo viên này là tài khoản cấp 2, còn tài khoản của nhà trường là tài khoản cấp 1. Vậy thì tài khoản cấp 1 sẽ được giao, tức là được phân 3 quyền, 1, 2, 3, chúng ta để ý. Nhưng tài khoản cấp 2 thì rút xuống còn 2 quyền, được chưa nhỉ? Thì ở đây chúng ta sẽ bấm vào hai quyền này, bấm lưng. Rồi,
Vậy là lúc này chúng ta sẽ vào trong cái tài khoản của nhà trường. Chúng ta để ý nha. Vào đây thì trong cái phần đề thi nó sẽ có đề thi được chia sẻ. Thế nhỉ? Thì ở đây chúng ta chú ý cái này thì chúng ta thấy là không thể đổi tên nhé. Chúng ta chú ý cái tài khoản cái này không được đổi tên. Tương tự cái này cũng không có cái phần đó là xóa, không cho phép xóa. Thế chứ nhỉ? Và đây thì nhà trường sẽ nhìn thấy được ai đã làm bài và làm thì có bao nhiêu điểm. Đây, bạn này làm bài rồi. Đây là nhà trường có thể vào đây kiểm tra được. Đó. Thế bây giờ mới thắc mắc như thế này, nhà trường mới thắc mắc như thế này. Bây giờ giả sử đây là cái đề mà giáo viên đã chia sẻ. Nhưng bây giờ giả sử giáo viên xóa đi thì nó như thế nào? Tức là đây giáo viên A đây, mà xóa đi thì sao? Đây, giáo viên A, giáo viên ra đề thì có thể xóa nhé. Thì ở trên kia có mất hay không? Xác nhận. Rồi xóa. Vậy thì bây giờ mình sẽ vào đây thì cái tài khoản này xem tài khoản nhà trường cũng bị mất. Chúng ta thấy chưa? Mất luôn. À, vậy là không giữ được. Đúng không nhỉ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm như nào để chúng ta giữ lại cái đề đó nếu chẳng may giáo viên xóa mất. À, vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Giáo viên A. À, bây giờ mình sẽ phục hồi lại cái đề thi. Đề thi đây. À, khi phục hồi lại thì cái tài khoản của nhà trường còn nhé. Đấy, trong tài khoản của nhà trường lại có. Chúng ta để ý nhé. Vậy thì vào đây thì chúng ta xem là bây giờ chúng ta sẽ copy đi. Đó, bây giờ nhà trường sẽ làm công việc đó là copy. Lưu đó bạn ơi, khối 1 chẳng hạn. Đó, và chúng ta sẽ bắt vào đây. Đó, lưu trữ lại. Đó, theo khối như vậy. Đó, vậy là chúng ta sẽ quản lý bằng cách như vậy. Chứ nếu không thì bên giáo viên này xóa mất đề thì rõ ràng là chúng ta không còn cái đề đó nữa. Chúng ta lưu ý. Tương tự ở đây giả sử giáo viên A ra bài tập. À, bây giờ trường hợp ra bài tập. Đây. Giả sử tên bài đó là bài tập chương 1 không có hạng lục đề, lấy file đính kèm, giả sử như vậy. Rồi, ở đây chúng ta sẽ yêu cầu học sinh đăng nhập mới được nộp bài, không cho học sinh xem kết quả và giao cho lớp mình được phân công. À, bấm lực. Sau đó mình chép cái đường link này cho học sinh. Chúng ta cũng chép đường link này và học sinh cũng vào làm. À, đây, giả sử bạn học sinh này vào làm. Đó, nó sẽ hiển thị ra như này. Đây, nó có cái thông báo đây. Chưa? À, vậy là bạn này những cái lần tiếp theo kể cả từ bài tập cho đến bài kiểm tra khi đã chọn đúng chỗ rồi thì đúng vị trí ngồi trong lớp rồi thì khi có bài tập cho lớp thì bạn này luôn luôn có thông báo ở cái phần cái chuông này, chúng ta chú ý. Đó. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào, quản lý như thế nào? Rõ ràng bên tài khoản của nhà trường là sẽ không có nhé. Chúng ta chú ý trong cái phần bài tập này là không có luôn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm như nào? À, bây giờ đối với giáo viên bộ môn, giáo viên đứng lớp sẽ làm công việc như sau. Đó là chúng ta sẽ vào đây chúng ta xem. Sau đó chúng ta tương tự chia sẻ. Ở đây chúng ta sẽ chia sẻ cho tài khoản của nhà trường. Và sau đó bấm lưu. Thì lúc này tài khoản của nhà trường sẽ hiển thị ra trong phần bài tập. Đây, bài tập được chia sẻ. Bài tập của cái lớp đấy đây. Vậy là đối với phần bài tập này thì chúng ta cũng thử xóa ở bên phần giáo viên. Ta chú ý nha, vì xem là bên phần quản lý nó sẽ có mất hay không. Vậy là ở đây mình sẽ tiến hành đó là vào đây chúng ta xóa. Xóa nha. À, vậy là xóa rồi. Thì xem là bên phần giáo viên thì như thế nào. Đây, bây giờ mình cũng vào phần bài tập. Nó cũng mất, đúng không nhỉ? Mất. Vậy thì cái việc quản lý nó diễn ra như nào, nó cũng không được như mình mong muốn đó. À, vậy thì mình sẽ làm như nào? Vậy thì mình sẽ phục hồi lại cái bài tập đó. Rồi, vậy phục hồi lại thì bên này bên tài khoản của nhà trường, chúng ta xem
lại vẫn còn lại có chứ nhỉ. Đây là bài tập được chia sẻ này, đây là bài tập của cái lớp này này, lớp A1 này. Đối với nhà trường thì chúng ta sẽ tải nó về, tải cái bài này về, sau đó chúng ta sẽ lưu lại, chúng ta chú ý lưu lại. Đây, chúng ta bấm vào lưu hình ảnh này, lưu thành hình ảnh này. Đó, cái chuột phải lưu thành hình ảnh, lưu về, tải về, sử dụng để ngoài desktop. À, vậy là đối với trường hợp trường có quy mô nó lớn, tức là quy mô, tức là số lượng lớp rồi giáo viên cũng rất là lớn, thì việc quản lý sẽ thông qua cái việc chúng ta tạo nhóm giáo viên, tùy vào cách tổ chức của mỗi trường mà chúng ta có thể phân công hay là phân quyền cho các giáo viên, hoặc là chúng ta tạo nhóm cho nó phù hợp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là, tức là đối với giáo viên, người được giao nhiệm vụ hay được phân quyền giao bài tập và đề thi, thì để nhà trường quản lý được thì chúng ta cần phải chia sẻ lại cho cái tài khoản của nhà trường, là để nhà trường quản lý cái việc chúng ta kiểm tra cũng như là việc chúng ta ra bài tập. Thì đó chính là những cái lưu ý khi phân quyền. Còn đối với tài khoản của nhà trường thì ở đây trong phần đề thi thì chúng ta có thể bố trí theo từng khối như thế này. Trong mỗi khối thì chúng ta sẽ có đó là gì, đề kiểm tra của lớp nào thì chúng ta sẽ tạo ra cái đề kiểm tra cho cái lớp đó. Ở đây ví dụ như ở đối với khối 1 thì chúng ta sẽ lưu ý ở đây chúng ta đổi tên lại một chút, khối 1 đây, chỉnh sửa lại chút, ở đây đề kiểm tra của lớp 1A1, vậy là lớp 1A1, rồi bài tập của lớp 1A1. Cái này thì chúng ta có thể tải lại những cái bài tập mà giáo viên đã giao cho lớp 1A1 lên thành dạng là một cái đề để chúng ta lưu vào trong cái thư mục bài tập này. Còn đối với cái này thì chúng ta có thể cắt dán được, chúng ta đưa vào đây để lưu trữ. Đó, đó là cái cách thức tổ chức khi chúng ta tổ chức theo mô hình trường học trên Arota. Và trên đây là những chia sẻ dựa trên những cái hiểu biết của mình về ứng dụng Arota. Và quý thầy cô có thể có những cái cách tổ chức hay hơn và phù hợp hơn, thì mong rằng quý thầy cô có thể chia sẻ dưới phần bình luận của video. Chúc quý thầy cô và các bạn mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thân ái chào tạm biệt.